sở hữu vị trí độc nhất vô nhị trong quần thể khu đô thị An Vương Dương với tổng diện tích 1.400 ha. Eco Garden nằm tại tòa Đầu Vàng, cách sân bay Phú Bài chưa đến 15 km, di chuyển theo đại lộ Võ Nguyên Giáp. Khu đô thị Eco Garden được đầu tư kỹ lưỡng, công phu với hệ thống tiện ích đồng bộ và hiện đại bậc nhất. Đây là dự án tâm huyết đánh dấu bước trưởng thành sau 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển của công ty cổ phần tập đoàn Cotana. Eco Garden không chỉ là nơi an cư lý tưởng tại thành phố Huế xinh đẹp, mà sẽ là chốn sinh lời cho chủ nhân khi những căn biệt thự và shop house nằm ở những phân khu có vị trí sầm uất nhất toàn dự án. Và bây giờ quý vị hãy cùng theo chân Dương Nguyệt để tham quan căn hộ mẫu kết hợp với coffee shop nằm trên đường Phường Tím thuộc khu Camellia 3. Đây là căn biệt thự song lập, diện tích xây dựng 82,79 m², được xây 3 tầng, kiến trúc mặt ngoài đồng bộ với toàn khu. Căn hộ có lối đi riêng cho gia chủ ở mặt sau để đảm bảo sự riêng tư và lối đi cho khách ở mặt tiền. Với phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp mây tre đan truyền thống, với tông màu ấm áp và gần gũi thiên nhiên, căn hộ 2 phòng ngủ này phù hợp với gia đình trẻ 2 thế hệ. Tầng 1 được sử dụng để kinh doanh cà phê với không gian được thiết kế mang phong cách trẻ trung và hiện đại. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho những cư dân ở Eco Garden, là nơi để gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ đối tác hay đơn giản là làm việc, ngồi cà phê một mình bên cạnh tách cà phê ngon và những giai điệu nhẹ nhàng. Theo lối đi riêng, gia chủ sẽ đi lên tầng 2 của căn hộ, khu vực sinh hoạt riêng tư và trọn vẹn của cả gia đình. Nơi đây là không gian mở giữa phòng bếp, phòng ăn và phòng khách được thông nhau, tạo sự gắn bó và kết nối của những thành viên trong gia đình. Với ý tưởng đón tuổi đã ánh sáng và bầu không khí trong lành từ thiên nhiên, nên không gian chung của cả gia đình và phòng ngủ tại tầng 2 đều có khung cửa sổ lớn. Điều này vừa giúp bảo vệ môi trường khi hạn chế sử dụng các thiết bị điện và đặc biệt tốt cho sức khỏe khi mỗi phút giây hiện diện trong căn nhà, các thành viên của gia đình đều được tiếp chạm với thiên nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan không gian tầng 3 của căn nhà, bao gồm một phòng ngủ, phòng thờ và sân phơi rộng. Với thiết kế đơn giản, nhấn mạnh vào công năng sử dụng, không gian của tầng 3 đã góp phần giúp cho ngôi nhà hoàn thiện và trọn vẹn đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cả gia đình. Căn mẫu kết hợp với coffee shop là sự lựa chọn tối ưu cho những cư dân yêu thích lối sống nhẹ nhàng nhưng thích kinh doanh hoặc cho thuê tầng 1 để tối ưu hóa lợi nhuận. Tùy theo nhu cầu thực tế, quý cư dân có thể thay đổi thiết kế nội thất sao cho phù hợp với gia đình mình, nhưng vẫn đảm bảo những quy định chung của khu đô thị. Thương mến chào đón và cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn Camellia Eco Garden. Chúc quý khách sẽ cảm nhận và tận hưởng từng giây phút hạnh phúc tại khu đô thị sinh thái đẳng cấp cổ đô. Eco Garden, cộng đồng nhân văn mang âm hưởng xứ Huế.